Rồi mình đang có mặt tại nhà của cô Nguyễn Phương Hằng nha cả nhà. Thì một lát ở đây mình sẽ quay cho mọi người xem cô Nguyễn Phương Hằng về nha cả nhà. Bây giờ xe phía trước rất là đông luôn, rất là đông luôn cả nhà. Đó thì chuẩn bị cô Hằng về nha mọi người. Mọi người đừng rời khỏi mắt khỏi màn hình nha cả nhà. Hiện tại thì mình đang có mặt tại gần nhà của cô Nguyễn Phương Hằng nha anh chị. Thì hôm nay nhận được một cái thông tin rất là vui luôn. Cô Nguyễn Phương Hằng đã chính thức ra tù nha cả nhà. Thì thông tin chi tiết như thế nào thì các cái trang báo chính thống cũng đã đồng loạt đăng tải thông tin này. Và đặc biệt những ai mà yêu quý bà Nguyễn Phương Hằng thì hay cái thông tin này rất là vui nha cả nhà. Một lát nữa mình sẽ chạy qua để quay cho cả nhà xem những hình ảnh mới nhất của cô Nguyễn Phương Hằng nha mọi người. Thì có người nói rằng là cô Nguyễn Phương Hằng đang ở dưới Đại Nam, cũng có người nói rằng là đang ở nhà. Thì một lát nữa mình cũng đang kế nhà cô Nguyễn Phương Hằng nha mọi người. Thì trước tiên thì mình sẽ chia sẻ cái bài báo trên trang báo cho mọi người nắm bắt ha. Hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án. Ngày 19 tháng 9 trao đổi với Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin bà Nguyễn Phương Hằng ra tù hôm nay do được giảm án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng duyệt giảm án gồm đại diện của tòa án, Viện Kiểm sát đã xét duyệt đồng ý giảm án cho hàng trăm người đang chấp hành án, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng còn hơn 3 tháng chấp hành án đã được xem xét giảm hết thời gian còn lại. Quyết định đã được giao cho trại giam để thực hiện. Việc bà Phương Hằng được ra tù là thực hiện theo việc xét duyệt giảm án, không phải đặc xá. Việc xét duyệt từ đề nghị của các trại giam về việc chấp hành án. Sau đó, hội đồng xét duyệt giảm án gồm tòa án và Viện Kiểm sát sẽ họp và xem xét giảm án. Bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty Đại Nam, được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 4 tháng 4 năm 2024. Bà Hằng được giảm 3 tháng tù, còn 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 2022 nếu không được giảm án hay đặc xá tha tù trước thời hạn thì phải từ cuối tháng 12 2024. Bà Hằng mới chấp hành xong mức án 2 năm 9 tháng tù. Như vậy là cái thông tin bà Hằng ra tù phải nói rằng là trên tất cả các phương tiện báo chí thì cũng đã đăng tải. Đây là cái thông tin chính xác 100% nha cả nhà. Đó thì qua cái bài báo này chia sẻ thì phải nói rằng mọi người hay cái thông tin này rất là vui luôn. Phải nói rằng vừa qua thì chú Huỳnh Uy Dũng cũng đã là ủng hộ giúp đỡ cho bà con chịu ảnh hưởng bởi bão Lagi, số tiền là lên đến 5 tỷ mọi người. Thì bà Nguyễn Phương Hằng thì được mọi người yêu quý với những cái vấn đề như là bóc trần những cái sự thật giả dối của các cái lăng băm và những cái vấn đề liên quan về từ thiện đó cả nhà. Thì coi như là hôm nay thì cũng đã chính thức ra tù. Phải nói rằng đây là một cái thông tin phải nói rất là vui cho tất cả mọi người đang rất là mong chờ luôn. Trước đó thì ngày 2 tháng 9 thì cũng là rộn lên cái thông tin là bà Hằng về nhưng mà cái thông tin đó là không đúng sự thật đó. Và hôm nay thì coi như là bên cơ quan chức năng cũng đã xem xét cho bà Hằng cùng với cũng nhiều người khác nha mọi người, cho bà Hằng được là coi như là ra tù sớm trước thời hạn. Thì cái điều đó mình thấy là hiển nhiên rồi, tại vì bà Hằng là có rất là nhiều những cái đóng góp có ích cho xã hội, như là cái quỹ, các cái quỹ mổ tim Hằng Hữu nè, quỹ mổ tim Hằng Hữu, và nói chung ra cái số tiền phải nói mình không thể nào mình kể xiết mọi người. Nói chung ra chú Dũng và cô Hằng giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn phải nói rằng rất là nhiều, rất là nhiều. Và cái điều đặc biệt á đó là coi như là vạch trần những cái coi như là những cái sự thật giả dối
đó, những cái mà gọi là phong bạc đó cả nhà. Đó, bây giờ thì có cái từ rất là hot, cái từ là phong bạc. Đó, vạch trần những cái kẻ gian dối, những cái kẻ mà coi như là làm màu trên mạng xã hội. Đó, thì bây giờ là coi như là cô Hằng sau khi mà chấp hành 2 năm 9 tháng tù thì cơ quan chức năng thì họ cũng đã xem xét. Đó, trong cái thời gian chấp hành án thì cô đã thực hiện rất là tốt. Đó, rất là tốt, cho nên là cơ quan đã xét cho là cô Hằng giảm án sớm. Trước đó thì coi như là bà Hằng phải nói rất là bản lĩnh cả nhà. Khi mà ra tòa đó là coi như là mọi người thấy không? Đó là coi như rất là hiên ngang. Đó, rất là hiên ngang luôn, thậm chí là bây giờ là còn hai người trợ lý của cô thì cũng vẫn đang chấp hành. Nhưng mà cái lúc ra tòa cả nhà thấy không? Đó, dịn dai cái cô gì đó cả nhà. Đó, cô trợ lý của mình. Và có những cái vấn đề giống như là một cái người rất là quân tử, một cái người phụ nữ rất là phương tử và có một cái khí phách trả lời những cái câu hỏi trước tòa một cái cách phải nói rằng là coi như thẳng thắn ra nha. Giống như là mình thấy nhớ lại cái lúc mà cô Hằng ra tòa đó, mọi người thấy phía bên kia thì nói chung là coi như là nói còn bị lèo lưỡi, còn cô Hằng là hỏi tới đâu là trả lời tới đó, thậm chí là cô cũng không có xin là giảm án nhưng mà tòa xem xét đã cho là cô Hằng là giảm là như là mấy tháng rồi cả nhà, cho giảm, không có xin nhưng mà vẫn cho giảm mọi người. Đó, và tiếp tục ngày hôm nay là coi như đón nhận cái tin vui là cô đã được là ra tù sớm hơn 3 tháng. Cái điều đó cho thấy rằng là cơ quan chức năng phải nói rằng là rất là công tâm. Đó, rất là công tâm, phải nói rằng xem xét cho cô để về sớm trước thời hạn. Và chắc chắn mình nghĩ rằng khi về thì chắc là cô sẽ về nhà anh chị. Về nhà trước tiên về nhà, một lát nữa mình có đi ngang qua, tại mình đang đi ở trên đường. À, sẵn mình hay cái thông tin này rất vui luôn, lát rồi mình chạy ngang qua thử xem như thế nào. À, nếu mà quay được cái cảnh mà cô Hằng về, phải nói hôm nay về chắc là tưng bừng luôn mọi người. À, Đại Nam nè, à, Đại Nam là coi như là sẽ tưng bừng luôn. Ừ. Thì em có ý kiến gì không? Dạ, theo cái lịch của cô Hằng thì cô phải chấp hành cái bản án. Cô chấp hành cái bản án cho tới 24 tháng 12 2024, thì đến nay thì cô đã được giảm án trước thời hạn là 3 tháng 5 ngày. Đó thì cái thông tin mà cô Hằng được tại ngoại, được ra ngoài thì được rất nhiều cô chú bác khán giả rất là vui, vì trước đây cô cũng đã có những cái việc làm thiện nguyện được mọi người rất là yêu mến ha, qua cái câu chuyện của cái quỹ Hằng Hữu và giúp đỡ rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và nhiều người nói là cô Hằng chuyến này về sẽ tiếp tục cái công cuộc sao kê. Trước đó thì rõ ràng là cô Hằng cũng đã ở lên vật trần những cái nghệ sĩ bẩn và đang chặn khoản tiền từ thiện. Thì mới gần đây thì bên Mặt trận Tổ quốc cũng có một cái bản sao kê khá là dài, cụ thể chi tiết những cái cá nhân, các cái tổ chức mà đóng góp cho bà con bị bão lũ ở miền Bắc ha. Thì nhiều người cũng nói là hy vọng là chuyến này cô Hằng về cũng sẽ tiếp tục lại cái công cuộc sao kê những cái nghệ sĩ mà đã nhận tiền của các mạnh thường quân, các cái tổ chức cá nhân mà quyên góp ủng hộ cho bà con bão lũ. Thì đó là một cái thông tin thực sự rất là vui, mấy anh em tụi mình cũng khá là vui ha. Rõ ràng một người phụ nữ rất là bản lĩnh và được cái sự yêu mến của khán giả gần xa rất là nhiều luôn. Xin mời anh Minh tiếp tục kiến. Thì cũng nhờ cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng thì đã phải nói rằng đã kiểu như là đã là coi như là vạch trần ra nhiều những cái góc khuất trong xã hội. Đó, những cái sự thật, phải nói những cái sự thật ngã ngửa luôn cả nhà. Đó, và cô cũng đã chấp hành xong về cái vấn đề là coi như là đã được cơ quan chức năng xem xét cho ra sớm trước thời hạn. Đó, thì sau khi mà cô về chắc chắn là nên nghỉ ngơi. Đó, lên nghỉ ngơi, và mình nghĩ là khi mà cô về thì sẽ có những cái vấn đề sẽ rất là hay nha mọi người. Và đặc biệt là những kẻ mà coi như đã lên du khống, xúc phạm cô Nguyễn Phương Hằng. Đó, thì chuyến này khi mà cô về chắc chắn là mình nghĩ là sẽ những cái kẻ đó bây giờ đang run sợ cả nhà. Đang run sợ và đang rất là lo lắng luôn. Tại vì trước đó là mình biết là có nhiều cá nhân là cũng lên là coi như là mặc dù là người ta không có ghéo tên mình, bà Hằng không có ghéo tên, nhưng mà vẫn là liên tục hàng ngày ra rã để mà coi như là du khống. Thậm chí là có người du khống cả là coi như là chú Dũng luôn cả nhà.
trong khi mà người ta giúp ích cho đời rất là nhiều đó, mọi người cũng thấy rồi, giúp ích cho đời rất là nhiều luôn, nhưng mà có những kẻ là coi như là xảo trá đó, lại coi như là liên tục lên đặt điều ở Vu Khống. Mà mình nghĩ là chuyến này cô về là cái vấn đề đó thì những kẻ này là sẽ rất là run sợ đó. Còn thôi thì cái video clip thì đến đây thì cái khúc sau thì mình sẽ chạy ngang qua đó, chạy ngang qua nhà cô để xem rồi cô đã về chưa nha cả nhà. Thì báo chí cũng đã đăng lên đó, đăng lên cách đây cũng là một giờ rồi, chính xác 100% nha cả nhà. Rồi lát mình sẽ chạy ngang qua đó, nếu mà gặp cô Hằng thì mình sẽ quay cho mọi người xem luôn ha. Rồi mọi người nhớ theo dõi hết video của mình ha. Rồi mời mọi người. Mình cũng đã tới đường Nguyễn Thông, tới nhà của cô Nguyễn Phương Hằng nha mọi người. Villa Hằng Hữu đó, còn có vài trăm mét nữa cả nhà. Cả nhà nhớ cho mình một like cũng như một chia sẻ ha. Wow, đây xe ô tô quá là đông luôn mọi người. Cô Hằng chuẩn bị về cả nhà. Cả nhà nhớ cho mình like và một chia sẻ nha. Sẽ quay cho mọi người xem hình ảnh mới nhất của cô Nguyễn Phương Hằng nha mọi người. Dạ, mình đang có mặt tại trước nhà của cô Hằng nha mọi người. Mình thấy là xe rất là đông luôn. Chắc là một chút xíu nữa thì cô Hằng sẽ về đây nha cả nhà. Đó, cô Hằng sẽ về Villa Hằng Hữu nha mọi người. Đó, đây, bây giờ thì mình thấy phía ngoài vẫn đang đóng cửa. Đó, một, chắc là một chút xíu ở đây thì cô Hằng sẽ về nha mọi người. Đó, khi mà hai cái thông tin này phải nói hàng triệu người. Đó, rất là vui luôn, đó, rất là vui luôn cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ đứng ở bên ngoài chờ nha, xe rất là đông luôn rồi. Đó, xe đứng đầu ở ngoài nè mọi người, đầu trước nhà rất là đông luôn nha cả nhà. Nhà cô Hằng quá là đẹp luôn cả nhà. Đó, mọi người thấy là phía trước là có nguyên cái cột đó mọi người. Đó, nhưng mà cô Hằng vẫn là cho để nha mọi người. Đó, cái trụ điện hả? Đúng ra người ta là người ta phong thủy lắm á, người ta là muốn dời qua đó. Bây giờ xe phía trước rất đông rồi cả nhà. Mấy giờ qua đây? Mới chạy qua đây luôn nè. Bên Thủ Đức luôn hả? Mới chạy qua đây luôn nè. Cả nhà thấy tấm lòng của anh Minh 86 rồi, cả nhà mình cũng ủng hộ anh Minh 86 nè cả nhà. Đây nè mọi người. Thì bây giờ mình cũng tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Để một lát nữa cô Hằng về mình sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem luôn ha. Rồi mọi người nhớ đón xem phần 2 nha cả nhà.